Xong nhiệt độ điện xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng phục vụ các bác một cái con máy lọc không khí hàng VIP cao cấp của hãng Panasonic. Đây là cái mẫu mới các bác nhé. Mẫu mới thiết kế rất là đẹp, vuông vức, kiểu dáng hiện đại, thời trang. Con này có mã là FVXZ70. Đấy. Con máy phân khúc cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm ra mắt. Mẫu mới này bây giờ vẫn đang sản xuất. Thôi nhé. Đây là cái mẫu thiết kế rất là đẹp, hiện đại. Đấy. Đấy. Con này thì em báo giá luôn với các bác là em bán là 4,8 triệu. Giá chưa có phí vận chuyển. Đã đấu đổi điện 220V rồi. Cái giá rất là tốt, hợp lý. Về hình thức thì vẫn còn khá là ok các bác nhé. Đấy, hàng nguyên bản. Hàng nguyên bản luôn, không sơn si gì cả. Đấy. Màu đen. Đây là thông số máy thôi. Sản xuất 2013. VXZ70 66W, dùng trong phòng khoảng 50m² đổ lại. Các tính năng của máy thì về cơ bản thì nó cũng không có gì khác các cái model trước nhiều. Con này đây là khóa trẻ em này. Đấy, khóa trẻ em. Hẹn giờ, chế độ dọn phòng nhanh. Đây, đặc biệt là cái model này các bác nhé, là có thêm cái tính năng bù ẩm, cài đặt được các cái tốc độ bù ẩm khác nhau. Đấy, nhưng mà chế độ này thì chỉ phải có nước các bác nhé thì mới bấm được nhé. Khi các bác cho nước vào bình bắt đầu thì nó mới bấm được cái nút này nhé. Đấy, đấy, nói các bác nắm được là như vậy. Đây là Eco Navi. Cái chế độ này là cài đặt độ ẩm theo ý được. Đấy, đấy nhé. Cài đặt độ ẩm theo ý, đây không có nước là báo đây con này. Tiếp đây thì là điều chỉnh các cái cửa dâng, cửa vẫy thì vẫn như các máy khác. Điều chỉnh tốc độ lọc khác nhau. Ba chế độ lọc không khí, bù ẩm, tự động và lọc không khí. Đấy. Cảm biến ánh sáng. Đấy. Ở mặt trước này thì các bác sẽ thấy có những cái đèn báo như là phần trăm độ ẩm này. Đây, Eco Navi này, các cái đèn báo bụi mùi. Đặc biệt đây là một cái mắt dò tìm chuyển động các bác nhé. Đây, công nghệ hiện đại nhất của Panasonic phát hiện người. Mắt phát hiện người. Đây, có người chuyển động trong phòng thì nó sẽ hoạt động theo một cái cách. Có người, còn không có người thì sẽ tự động giảm các cái công suất đi để tiết kiệm điện năng. Cái này sử dụng công nghệ nano y. Về phần màng lọc ở bên trong thì em thay hàng màng mới tinh rồi. Đây màng mới tinh các bác nhé. Đây. Các bác về là chỉ việc dùng thôi, màng mới. Màng than rất là to. Đây. Con này giá thành cũng rất hợp lý đấy. Nếu mà so với thời điểm cách đây tầm 1 tháng thì con này giá chỉ ngang với một con VXG70 thôi. Cái này giá rất là tốt các bác. Bên rìa này là phần bình nước bù ẩm. Nước bù ẩm này. Màng tạo ẩm zin còn rất là đẹp nhé. Màng tạo ẩm zin còn rất đẹp luôn, như mới luôn ạ. Như mới các bác nhé, rất là xốp này, chưa có. Nhìn qua các bác nhìn qua clip này thì thấy nó hơi màu vàng nhưng thực ra cái vải nó màu như vậy nhé. Này, bên này thì nó chưa có một dấu hiệu gì của bị ấy vôi hóa gì đâu, rất là mới đấy. Con này có bánh xe, khóa bánh xe được, khóa bánh xe đẩy ngang. Đấy, một con máy lọc không khí hiện đại kiểu dáng mới, giá thành cũng rất hợp lý. Em bán nó 4,8 triệu chưa phí vận chuyển, tặng kèm đổi nguồn rồi. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.